Spoiler tập 138. Tức tỉnh thiên phú. Một lúc sau, không gian xuất hiện biến động, một đội ngũ rời khỏi phó bản. Đội quân Khô Lâu không hề hành động, đội ngũ nhân tộc bước ra. Đội quân Khô Lâu vẫn đứng yên. Khi đội ngũ này vừa ra khỏi phó bản, họ lập tức phát hiện mình bị bao vây bởi đội quân Khô Lâu đang đằng đằng sát khí, mỗi người đều bị mấy Khô Lâu bao quanh. Những thanh đại đao trên tay chúng lóe lên ánh sáng sắc bén, nhưng dáng vẻ của chúng quá sợ người rồi, khiến bọn họ không rét mà run mỗi người đều tự động bày ra tư thế chiến đấu theo bản năng nhưng bọn họ cũng thật sự không dám ra tay xin hãy rời đi giọng nói của lâm mặc ngữ vang lên dựa vào cái gì bọn ta vẫn còn muốn đánh một lần nữa có người không phục quát lớn về phía lâm mặc ngữ một số người khác cũng hét lên đúng vậy ngươi dựa vào đâu mà nói thế lâm mặc ngữ cao mày bọn họ không biết tự lượng sức mình hay sao mặc phận ngồi trên thánh linh ký lân thú bay đến đói phó bản sắp biến mất rồi các ngươi không còn thời gian vượt qua lần nữa đâu nhanh chóng rời khỏi đây. Lỡ như lát nữa vô tình khiến các ngươi bị thương thì không tốt đâu. Lúc này, Mộc Tiêm Tiêm cũng nói: các ngươi nhanh đi đi. Tên đó vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị đội trưởng của hắn ta giữ lại. Đội trưởng kia nói: được, chúng ta lập tức rời khỏi. Nói xong hắn ta vung tay lên rồi mang theo nhóm người rời đi. Đội quân Khô Lâu cũng tự động nhường đường cho họ đi. Trước khi phó bản biến mất, lại có thêm vài nhóm nhân tộc khác vượt qua, bước ra. Những người này cũng bị Mạc phận và Mộc Tiêm Tiêm thuyết phục rút lui. Hầu hết mọi người đều dễ nói chuyện, bọn họ cũng đã từng nghe nói qua về danh tiếng của Lâm Mặc Ngữ và đoán được vì sao hắn lại làm như vậy. Nhưng mà có người lại phớt lờ Lâm Mặc Ngữ, bọn họ nhất quyết muốn tiến vào phó bản một lần nữa. Về việc này, Lâm Mặc Ngữ cũng mặc kệ họ, nếu lát nữa họ vô tình bị thương thì cũng là do họ tự chuốc lấy. Đều là người trưởng thành, họ phải tự biết chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. Không gian trong phó bản càng ngày càng biến dạng nghiêm trọng. Sau khi phó bản biến mất, tất cả mọi người bên trong phó bản đều sẽ xuất hiện ở đây lâm mặc ngữ đã chuẩn bị sẵn sàng phủ văn chữ binh trên mu bàn tay hắn dần dần nóng lên mộc tiêm tiêm cũng siết chặt cây chùi trong tay một tay của nàng ta cũng không ngừng phát sáng pháo hoa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mặc vận bay trên không trung để gió xét vai trò của nàng ấy chính là bổ trợ cấm không về phần những đội liên tộc khác vẫn còn ở trong phó bản lâm mặc ngữ chỉ có thể cố gắng hết sức để không vô tình làm họ bị thương hắn bỏ qua khô lâu pháp sư hệ nước và hệ gió chỉ để lại khô lâu pháp sư hệ lửa và hệ điện kỹ năng của khô lâu pháp sư hệ nước và gió đều là kỹ năng tấn công tập thể dưới sự khuếch đại của kỹ năng cường binh chỉ cần cọ nhẹ thì cũng có thể gây ra thương tích một âm thanh nhẹ nhàng vang lên vòng xoay ở lối vào phó bản vỡ ra như bong bóng dây tiếp theo không gian dao động biến dạng dữ dội toàn bộ sinh vật trong phó bản đều bị truyền tống ra ngoài ra tay ánh sáng đỏ rơi xuống lời nguyên giảm tốc có hiệu lực ngay lập tức kỹ năng cường binh và pháo hoa của mộc tiêm tiêm phát nổ cùng lúc vô cùng rực rỡ trên người khô lâu và chức nghiệp giả vừa mới bước ra đều phát sáng ngọn lửa linh hồn của khô lâu chiến sĩ dao động kịch liệt đồng thời chúng cũng nhất đại đao lên bộc phát kỹ năng khô lâu pháp sư cũng tung ra các kỹ năng cản lại các đợt tấn công chúng có chung một mục tiêu đó chính là những con quái vật có cánh ác ma vực thẳm và chức nghiệp giả long tộc đều không kịp phản ứng lập tức đã gánh chịu những đòn tấn công trí mạng tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên pháo hoa của mục tiêm tiêm một lần chỉ có thể nhằm vào 200 mục tiêu hơn nữa có rất nhiều chức nghiệp giả nhân tộc trộn lẫn trong đó nhưng cũng không còn cách nào khác không thể cưỡng cầu cũng không thể đợi đến khi thời gian hồi chiêu của kỹ năng kết thúc rồi lại tung nó ra lần thứ hai được mục bích của lâm mặc ngữ là có thể giải quyết hoàn toàn trận chiến trong vòng vài giây từ lúc bắt đầu đến giờ tiếng la hét thảm thiết vẫn chưa hề dừng lại hỏa diễm bùng nổ lôi điện cuồn cuộn thanh đại đao lóe lên ánh sáng đỏ rực máu bắn tung tóe máu tươi của ác ma và long tộc hỏa quyện cùng với tiếng vào thét thấm đẫm chiến trường vĩnh hằng sau khi rời khỏi phó bản sẽ có khoảng thời gian 2 giây để thích ứng. Hai giây này đã đủ để Lâm Mặc Ngữ làm được rất nhiều chuyện. Đừng nói là trước nghiệp giả, cho dù là Hắc Ma Long đi chăng nữa thì với kỹ năng cường binh, Lâm Mặc Ngữ cũng chắc chắn khiến nó bị thương nặng, chỉ là do có nhân tộc xen lẫn, nếu không thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp ném vài kỹ năng thi thể bạo lịch qua đó, mọi thứ sẽ được xử lý sạch sẽ. Trước đó, có một số đội ngũ nhân tộc bị Lâm Mặc Ngữ đuổi đi nhìn thấy một màn này, tên nào cũng tắt mồ hôi lạnh bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của đám ác ma vực thẳng vào long tộc vừa mới ra khỏi phó bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có lập tức đầu một nơi thân một nẻo một loạt đòn tấn công ập đến một kích chóng mặt bọn họ đang cố gắng tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu những đòn tấn công này nhắm vào họ đáp án chỉ có một chết lực sát thương này quá mạnh đi đây đều là ác ma và long tộc trên cấp 5 người đó sao nhìn chúng trông giống đậu phụ bị cắt thành từng miếng vậy nhỉ đám quái vật này đúng là thảm đó không dễ dàng gì mới đạt được long tinh Tích quả lại giữ không nổi lần này lâm mặc ngữ kiếm được món hời to rồi ác ma vực thẳm và long tộc nhanh chóng bị tiêu diệt hai giây sau chỉ còn sót lại mấy tên còn sống tắc ma vực thẳm bạo phát ánh sáng màu đen sức mạnh vực thẳm cuồn cuộn trào lên không ngờ lại có thể đẩy lùi tất cả khô lâu chung quanh nó mang theo thân thể đầy vết thương đột phá vòng vây bay lên trời mạc vận cưỡi thánh linh kỳ lân thú đuổi tới phóng ra kỹ năng cống không ác ma kia không cam lòng bị rơi quay lại chỗ đội quân khô lâu sau đó niệm luôn ngoài ra còn có kỵ sĩ long tộc kích hoạt phòng thủ tối đa điên cuồng đột phá vòng vây mộc tiêm tiêm cũng đuổi đến cây chùi khổng lồ ngay tức khắc đập xuống kỹ năng kích tráng nó cứng đờ tại chỗ sau đó phòng thủ tối đa bị phá vỡ nó trực tiếp bị chém chết năm giây sau cuộc chiến dừng lại chiến trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh không có âm thanh nào khác ngoại trừ cơn gió lạnh lẽo do khô lâu mang đến lâm mặc ngữ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của long tinh có rất nhiều khối long tinh nằm dài rác trên mặt đất lâm mặc ngữ có chút sững sờ không ngờ đến long tinh của đám quái vật này lại rơi hết ra ngoài trong lòng hắn vừa động khâu lâu chiến sĩ lập tức nhặt long tinh lên đồng thời thuần thục đào hết trang bị của long tộc trong đội quân khô lâu còn có hàng trăm chức nghiệp giả nhân tộc họ vừa mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra không ngờ lâm mặc ngữ lại phục kích rồi đánh một trận nhằm vào lũ ác ma vực thẳm và long tộc giết chết hơn hàng trăm con ác ma vực thẳm và chức nghiệp giả long tộc ngay tại chỗ trước sau không kéo dài quá 5 giây động tác của hắn quá nhanh quá dứt khoát ngay cả khi đội quân khố lâu đã nhặt xong long tinh trên mặt đất họ vẫn chưa thể phản ứng lại huy hiệu quân nhân của ba người lâm mặc ngữ mộc tiêm Tiêng, mà phận đều đang tỏa sáng ba người lần lượt nhận được hơn 27 vạn quân công hơn nữa kinh nghiệm cũng nhận được không ít thông qua thuật thu tập lâm mặc ngữ đã lấy được rất nhiều mảnh vỡ cốt lõi của ác ma cùng với tinh hoa huyết mạch của long tộc mài ra còn có một lượng lớn trang bị long tộc bị lâm mặc ngữ ném vào không gian lưu trữ thu hoạch được nhiều nhất vẫn là long tinh hắn cũng không ngờ đến long tinh còn có thể vì bị nổ mà rơi ra lâm mặc ngữ ngoài ý muốn đạt được tổng cộng 151 khối long tinh tính cả 72 khối của bản thân hắn số lượng long tinh của hắn đã đạt đến 273, một con số đáng kinh ngạc lâm mặc ngữ mang theo một lượng lớn long tinh rời đi không ai dám ngăn cản hắn có người hâm mộ có kẻ đố kỵ nhưng nếu hỏi có ai tiến lên ngăn cản lâm mặc ngữ không thì đáp án lại là chả có ai dám đi được nửa tiếng thì họ đã cách chiến trường hơn chục km ba người tìm một chỗ sạch sẽ để dừng chân Lâm Mặc ngữ hỏi: "Hai người các ngươi ai sẽ thử trước?" Hắn đang nói đến Long tinh, sử dụng Long tinh thức tỉnh Thiên phú, xác suất có thể cao cũng có thể thấp, không nói trước được, cần phải thử từng khối một. Bây giờ, hắn có 273 khối Long tinh, hoàn toàn đủ cho ba người sử dụng. Mặc phận nói: "Xác suất sử dụng Long tinh để thức tỉnh Thiên phú sẽ rơi vào khoảng 10% đến 15%, cũng tức là nói cứ 7 đến 10 khối Long tinh là có thể thức tỉnh Thiên phú, nhưng mà đây chỉ là xác suất sơ bộ thôi." cũng có người cần phải sử dụng đến 20 khối long tinh mới có thể thức tỉnh thiên phú, cũng có người chỉ cần sử dụng một khối long tinh là đã thành công rồi. Nói tóm lại, chỉ cần đủ số lượng long tinh thì chắc chắn sẽ thức tỉnh thiên phú thành công." Mộc Tiêm Tiềm nói. "Đúng vậy, ta cũng từng nghe qua điều này, chỉ có Lâm Mặc Ngữ là lần đầu được nghe điều đó. Kiến thức của hắn ở phương diện này vẫn còn nhiều thiếu sót. Chuyện này giống như việc hắn cũng không hiểu rõ về huyễn ma vực thẳm vậy. Nếu không hắn đã có thể phản ứng lại ngay lập tức." Lâm Mặc Ngữ lấy ra 10 khối long tinh hỏi: hai người các ngươi ai sẽ dùng trước ma phận cười nói ta làm trước cho vừa hai lúc chuyển chức lần hai ta vẫn chưa thức tỉnh thiên phú cho nên sẽ không làm ảnh hưởng đến xác suất của long tinh nàng ấy nói xong rồi cầm long tinh lên kích hoạt một trong số chúng long tinh đột nhiên bạo phát ra ánh sáng mờ ảo biến thành một vòng sáng bao bọc quanh cơ thể mạc phận một luồng sức mạnh kỳ lạ đang lan rộng khí tức của long tinh vô cùng phức tạp bên trong có khí tức của vực thẳm. còn có khí tức của long tộc hơn nữa còn có mấy loại khí tức khó mà nói rõ được sau khi hòa quyện tất cả lại với nhau thì sẽ tạo thành dáng vẻ đặc thù của nó một lát sau ánh sáng của long tinh biến mất khi thức tỉnh thiên phú sẽ xuất hiện dị tượng nhưng mạc phận thì rõ ràng không có trên khuôn mặt của mạc phận không hề có chút thất vọng nào nàng ấy vẫn bình tĩnh lấy khối long tinh thứ hai để kích hoạt ánh sáng biến mất khối long tinh thứ hai vẫn không có tác dụng tiếp tục khối thứ ba khối thứ bốn cho đến khi dùng hết cả 10 khối long tinh mạc phận vẫn không thể thức tỉnh thiên phú nhưng mà Lâm Mặc Ngữ lại cảm nhận được thêm một luồng khí tức đặc biệt trên người của Mạc Phận, đó là sự tích tụ do việc liên tiếp sử dụng Long tinh trong thân thể nàng ấy. Lâm Mặc Ngữ lại lấy ra mười khối Long tinh khác nói, "Tiếp tục." Ồ, Mạc Phận không hề do dự, cầm lấy khối Long tinh thứ 11, khối thứ 11, khối thứ 12. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được khí tức của Long tinh trên người Mạc Phận càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, khi đang kích hoạt khối Long tinh thứ 16, khí tức trên người Mạc Phận đã đạt đến cực điểm. lờ đến đây là hết nếu các bạn muốn nghe audio thì có thể xem tiếp theo link mà ad để bên dưới nhé